Người đàn ông này mỗi ngày đạp xe hơn 30 cây số từ nhà tới văn phòng và ngược lại. Ông coi đó là một cách tập thể dục hiệu quả. Quan trọng là khi tới văn phòng bạn phải tắm và thay đồ công sở. Trước khi về lại phải thay đồ thể thao. Hơi bất tiện một tí nhưng không sao, tôi để rất nhiều quần áo ở văn phòng. Cứ ra đường là thấy người dân Washington rèn luyện sức khỏe bất cứ lúc nào có thể. Sáng, trưa hay tối, ngày đi làm cũng như ngày nghỉ. Đi bộ, đi xe đạp, chạy hay tập thể dục dụng cụ, có đủ cả. Rất nhiều người lựa chọn tập luyện ngoài đường phố, trong công viên, trong các khu tập luyện công cộng ngoài trời thay vì các phòng tập hiện đại trong nhà. Washington DC có rất nhiều không gian xanh mà nhiều thành phố khác không có được, nên tại sao khu tập ở bên ngoài để tận hưởng không gian này chứ? Tôi thực sự thích luyện tập ngoài trời vì như thế thư giãn hơn. Khi bạn chạy xuyên qua công viên, bạn có nhiều không gian yên tĩnh. Ở thành phố bận rộn này, điều đó tạo ra sự khác biệt lớn. Trong phạm vi khoảng 16 cây số vuông diện tích của thủ đô Washington DC, chính quyền cho xây dựng vô số các sân thể thao, công viên, khu luyện tập công cộng miễn phí cho người dân, từ trẻ em tới người lớn. Thậm chí nhiều tuyến đường được xây dựng chỉ để phục vụ riêng cho đi xe đạp, đi bộ và chạy. Các khu luyện tập công cộng thiết bị đơn giản nhưng đầy đủ, có kèm hướng dẫn sử dụng rất chi tiết. Không gian và khung cảnh như thế này cũng khiến tôi, một con người không mấy chăm chỉ, một tuần cũng cố gắng ra công viên luyện tập một vài lần. Rõ ràng ý thức tập luyện là một chuyện, nhưng nhiều khi bối cảnh và khung cảnh cũng khiến cho con người ta có thêm nhiều động lực. Trường Sơn, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, từ thủ đô Washington DC, Mỹ.